Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về lô 6 combi đến từ thương hiệu Onkyo, Denon, Yamaha, Pioneer và Onkyo. Đầu tiên đây là chiếc combi Onkyo, model của nó là TSSA604, mặt phay nhôm màu bạc trắng. Dòng này thì nó sẽ có HDMI, có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, hoặc màu bạc trắng nha. Có một vài vết xước nhẹ, nên con này là sẽ có một cái giá siêu tốt luôn. Đây, vài nút ở trên cái nút volume luôn, nhìn kỹ mới thấy. Điện áp 100V, công suất của con này, công suất tiêu thụ điện là tới là 450W. Và nó sẽ có chế độ là nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc, chơi cùng lúc là 7 loa. Với thiết kế công suất loa 6 âm, công suất thông thường là 120W và công suất max của nó lên tới là 185W. Con này thì vẫn có cái công nghệ đặc quyền của hãng Onkyo, công nghệ WAP nè, VNLSC nè, RL, bộ dây mã DAC, nên chất âm của nó khá là hay nha. Con này thì đánh stereo cực sáng tiếng luôn, chỉnh bass chép trực tiếp với chiếc máy luôn. Có equalizer đầy đủ luôn, chạy 14 sọt thang. Rồi kích thước của combi là chiều ngang của nó là 435mm và chiều cao là 174mm và chiều sâu của nó là 377mm, trọng lượng của nó lên tới là 14kg. Rồi có HDMI in out nè, cổng quang nè, cổng analog đầy đủ luôn. Con này thì nó sẽ chơi loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm nha. Trở kháng loa rất là rộng, không kén loa. Điện áp 100V, công suất là 450W. Rồi và mỗi sản phẩm hôm nay thì em sẽ lì xì trực tiếp luôn nha. Và với con này thì em sẽ bán với giá thông thường là 2.600.000 đồng. Và hôm nay em sẽ trừ thẳng luôn, lì xì luôn là 200.000 nha. Chỉ còn lại là 2.400.000. Siêu rẻ luôn, rẻ hơn những cái âm đi rắp rắp tại Việt Nam luôn nha. Âm đi chơi cũng quay. Rồi tiếp theo nữa là con đi Denon, model là AVC1920, mặt phay nhôm màu vàng chanh. À, xin lỗi, màu bạc trắng nha, con này màu bạc trắng. Con này thì có cổng quang nè, có cổng analog, chơi nhạc bằng 7 loa, công suất đỉnh của nó là 1 loa, 6 ohm là 150W chơi nhạc. Và tấm 14 so, 2 tụ lọc nguồn dung lượng lên tới là 12.000 mAh. Chỉnh equalizer 8 dải cực hay luôn. Chỉnh bass chép chiếc máy nè. Có real, con này có real đầy đủ luôn để làm DAC, cực ngon luôn. Rồi kích thước của máy là chiều ngang 434mm, chiều cao là 171mm và chiều sâu là 417mm. Điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 260W, trọng lượng là 12.8kg. Con này mặt đẹp hết luôn nha. Rồi đẹp keng luôn. Denon AVC1920, 260W, cổng quang nè, cổng analog, có real đầy đủ luôn, chơi nhạc bằng 7 loa nha. Rồi với con Denon AVC1920, con này là 3.500.000 nha. Và em lì xì trực tiếp luôn là 300.000 luôn, là còn 3.200.000. Và tiếp theo nữa là con đi Denon, model là AVR1911 nha. Mặt màu đen, có HDMI nè, có cổng quang nè, có analog và đặc biệt là con này có thêm cổng USB luôn. HDMI là chuẩn 1.4A, video 3D. Công suất âm thanh mỗi kênh là 125W và có chế độ là hát Ontario, chức năng LC, equalizer đầy đủ luôn. Cổng USB thì chơi được file MP3, WMA, equalizer. Rồi kích thước của máy, chiều ngang là 434mm, chiều cao 171mm và chiều sâu của nó là 381mm. Trọng lượng con này là 10.2kg. Rồi phía sau nó đây,
có HDMI nè, cổng quang nè, cổng có xô nè, rồi ao 7 lo đàn ông ABR1911, điện áp 100V, công suất là 460W nha. Có USB đây nha. Con này điều khiển setup trực tiếp phía trước máy luôn. Và con này em sẽ bán với giá là 3 triệu đồng chẵn nha, lì xì trực tiếp 200 ngàn luôn. Và còn 2 triệu 800 ngàn. Và tiếp theo nữa là con đi Yamaha AS761, mặt phay nhôm màu vàng chanh. 761. Con này đánh 14 sò nha. 761. Công suất là 130W một kênh. Và có chế độ là nghe nhạc bằng tất cả kênh loa, chỉnh trực tiếp phía trước luôn, chỉnh bass chép đầy đủ nha. Có DAC, có cổng rì ao để làm DAC luôn, có HDMI luôn. Con này một vài cái vết xước nha. Rồi ở phía trên của nó để chút xíu trên nắp lưng. Phía sau là sáng tròn luôn, cái chất cắm là sáng màu luôn nha. Cặp lò bắp chuối nè, thì vài cái vết rỉ HDMI in out, có rè out để làm DAC luôn. Yamaha AS761 ở đây xíu nha. Rồi con này thì em sẽ bán thanh lý luôn, để cho anh em là giá 2 triệu DC trực tiếp 300 ngàn luôn, là coi như là còn 1 triệu 700 ngàn thôi. Tiếp theo đây là con Lee Pioneer VSA AX1AV, mặt phay nhôm và bằng chanh luôn. Có HDMI nè, có cổng quang nè, có cổng analog, rè out đầy đủ luôn nha. Con này thì có chỉnh được bass chép nè, rồi MCACC equalizer nha. Màu bằng chanh, con này là vệ sinh lên là đẹp keng luôn, không một vết chày luôn nha. Do con này về chưa kịp vệ sinh. Giá con này lên tới là 118.000 yên nha, cực cao luôn. Điện áp 100V, công suất là 345W. Công suất tiêu thụ điện, còn công suất âm thanh ở loa 6 âm lên tới là 170W nha. Nhân điều cho 7 kênh loa. Con này có luôn USB luôn nha anh em. Có USB luôn để chơi nhạc nén MP3. Equalizer chỉnh 9 băng tần số luôn, đầy đủ luôn. Có real để làm DAC luôn. Cấu hình cực khủng, được chứng nhận TX luôn nha. Rồi tất cả đều là vết bẩn, vệ sinh là keng luôn. Rồi kích thước của máy là chiều ngang 420mm, chiều cao 173mm và chiều sâu là 466mm, trọng lượng là 15,3kg. Con này có setup trực tiếp phía trước máy luôn, không cần remote cũng sử dụng được nha. Rồi phía sau máy đây, AX1AV 345W nha, HDMI in out, cổng quang, cổng analog, Multi-CH Real để làm DAC luôn. Rồi riêng phần rê cũng là đủ tiền nha. Con này sản xuất vào năm 2006. Rồi con này giá là 3 triệu 500 ngàn nha. Và em đi xin trực tiếp luôn là 300 ngàn, còn 3 triệu 200 ngàn. Và tiếp theo nữa là một con đi khủng long đến từ hãng Onkyo, model là TX-NA807. Dòng âm đi khủng long. Và nó có một cái phiên bản Mỹ nữa là TX-NR807 nha. Đây là phiên bản Nhật là TX-NA. Và công suất của nó lên tới là 630W. Size to khủng luôn. Chơi nhạc bằng 7 kênh loa HDMI in out, cổng quang, cổng analog đầy đủ luôn, cổng quang nè, analog nè. Rồi có mạng internet luôn, con này điều khiển được bằng smartphone nha, chơi ổ cứng nhạc tại nhà luôn, ổ cứng mạng NAT, chơi radio internet đầy đủ luôn nha. Nắp cốp của nó đây. Chỉnh bass chép trực tiếp luôn, có equalizer. Chứng nhận TX. Rồi công suất ra loa, ở loa 6 ohm là 230W, ở loa 4 ohm 250W. Con này chơi được loa 4 ohm luôn nha.
cực kỳ hiếm có những cái dòng âm đi chơi được 4 ohm nha, chỉ có một số dòng audio. Rồi kích thước chiều ngang của máy là 435mm, chiều cao của nó là gần 200mm nha, và chiều sâu là 435mm, trọng lượng là 18kg. Rồi con này máy thông thường là 4.500.000 nha, một con âm ly khủng long, và hôm nay âm ly xì trực tiếp luôn 300.000 nha. Rồi tất cả những con âm ly này thì em có video test cụ thể nha, ly xì test, xeo test, giá cực tốt luôn cho anh em. Anh em cần thêm cái điều khiển thì liên hệ trực tiếp thêm về cái điều khiển của em nha. Rồi anh em nào cần âm ly thì liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.